Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo là một chủ trương lớn của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam quan tâm thực hiện nhằm tiếp thêm động lực giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, tương trợ, sẻ chia của dân tộc, cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều hoạt động huy động nguồn lực của xã hội, hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng, người nghèo cận nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, đảm bảo công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Hưng Yên vẫn còn 0,86% hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn rất cần được động viên giúp đỡ để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở, cần được hỗ trợ xây dựng sửa chữa để ổn định cuộc sống như người xưa nói, an cư thì mới lạc nghiệp. Cùng với đó là nhu cầu được hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm để có thể vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với những chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, rất cần sự chung tay chia sẻ giúp đỡ của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Theo số liệu giả soát của các huyện thị xã thành phố trong năm 2024 và 2025, trên địa bàn tỉnh còn trên 1.800 hộ gia đình, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, có nhà ở xuống cấp cần phải hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Trong đó 1.093 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó 549 hộ xây mới, 544 hộ sửa chữa. Có 303 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó 200 hộ xây mới, 103 hộ sửa chữa. 438 hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó 215 hộ xây mới và 223 hộ sửa chữa. Quán triệt sâu sắc tinh thần của Thủ tướng Chính phủ đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì phải hiệu quả hơn nữa, để phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát có hiệu quả thiết thực có nhiều nhà của gia đình người có công với cách mạng hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn được khởi công xây dựng sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng để các hộ gia đình được hỗ trợ sớm an cư lạc nghiệp rất cần sự chung tay của cả cộng đồng Mới đây, tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành công văn số 2908 CVTU về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó yêu cầu để tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát, thường trực tỉnh ủy, đề nghị các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thị ủy thành ủy tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực nhà nước để chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đổi mới phương pháp cách làm theo hướng đa dạng hóa nguồn lực bao gồm nguồn lực được hỗ trợ từ trung ương địa phương, nguồn lực huy động giúp đỡ cộng đồng xã hội và sự nỗ lực cố gắng đóng góp từ chính các đối tượng được hỗ trợ và người thân của họ để quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm nhà rột nát trong năm 2025 xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trên địa bàn tỉnh không có người dân, hộ gia đình, còn ở nhà tạm, nhà rột nát, góp phần cùng với cả nước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1243, thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng Ban chỉ đạo, các Phó trưởng ban gồm ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban kiêm Thường trực Ban chỉ đạo ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến triển khai xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn, tham mưu, đề xuất các phương án giải pháp cách làm cụ thể hiệu quả để đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước, bao gồm cả ba chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa nhà tạm nhà rột nát cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo do trưởng ban chỉ đạo ban hành. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo, trình trưởng ban chỉ đạo ký ban hành, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ban chỉ đạo được giao, đảm bảo không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao các cơ quan có thành viên tham gia ban chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Được biết, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 được phát động từ tháng 4 năm 2024 đã triển khai bước đầu có hiệu quả khi bắt đầu phát động chương trình này, ước tính có khoảng 170.000 nhà tạm nhà rột nát cần sửa chữa xây mới, đến nay còn khoảng hơn 153.000 nhà. Bài học kinh nghiệm quan trọng là cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với cách làm hiệu quả nhất phát huy tính chủ động sáng tạo của các bộ ngành địa phương và của cả các gia đình thụ hưởng chính sách, giảm khâu trung gian, từ đó triển khai nhanh chóng thực chất hiệu quả, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, người dân thụ hưởng thật. Phương châm là nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm chủ, đảng lãnh đạo nhà nước quản lý mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ kêu gọi người dân doanh nghiệp tham gia ủng hộ với tinh thần cả nước chung tay ai có gì giúp nấy ai có công góp công ai có của góp của ai có ít góp ít ai có nhiều góp nhiều Bộ Xây dựng đang tập trung phổ biến hướng dẫn các địa phương về yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật các mẫu nhà kèm theo dự toán kinh phí dự trù, vật liệu để người dân tham khảo, lựa chọn phù hợp với thực tế, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong những năm qua trên phạm vi cả nước, hơn 1,7 triệu căn nhà đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, qua giả soát, cả nước còn khoảng trên 400 căn nhà nhà tạm, nhà rột nát chưa đảm bảo ba cứng hoặc thiếu hụt về chất lượng. Thực hiện phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động hiện nay, chúng ta đang trong chiến dịch 450 ngày đêm cao điểm để xóa nhà tạm nhà rột nát trong năm 2025. Với mục tiêu hoàn thành cả ba nhiệm vụ lớn hỗ trợ nhà ở cho người có công khó khăn về nhà ở còn khoảng 200.000 căn nhà bằng nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo các chương trình mục tiêu quốc gia còn khoảng 88.000 căn nhà. Xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân, ngoài hai nhóm hỗ trợ trên gồm 153.881 căn nhà. Nhà rột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí tối thiểu để thực hiện là khoảng 6.500 tỷ đồng. Đề cập đến việc hướng dẫn và yêu cầu kỹ thuật về các mẫu nhà, ông Vương Duy Dũng, phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng đã có thông tư số 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn và yêu cầu về các mẫu nhà. Theo đó, các mẫu nhà có diện tích tối thiểu 30m2 đối với các hộ độc thân, người cao tuổi không có nơi nương tựa, không thấp hơn 18m2. Đồng thời, đảm bảo ba cứng, nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, có đầy đủ công năng sử dụng và tuổi thọ căn nhà phải đảm bảo từ 20 năm trở lên. Đối với khu vực có bão, ngập lụt, ngoài các yêu cầu trên nhà ở phải đảm bảo khả năng phòng tránh bão mái làm bằng vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng tránh bão, nhà ở phải có sàn cao hơn, mức nước ngập thường xuyên tại khu vực và được làm từ các loại vật liệu bền chắc như bê tông cốt thép, gỗ, tường xây gạch, đá. Nhằm đảm bảo với sự phù hợp theo các vùng miền, ngoài việc đảm bảo các tiêu chí trên, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương nghiên cứu thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở để đảm bảo phù hợp với thực tế các địa phương kèm theo dự toán kinh phí dự trù vật liệu để người dân có thể tham khảo, lựa chọn và sửa chữa nhà ở.